Thưa sư, vì sao khi các ngài thuyết pháp thì thường đưa ra ví dụ cho bài giảng đó? Như Thế Tôn khi giảng một bài giảng thì sẽ đưa ra duyên khởi cho bài giảng đó, và như sư thì cũng thường đưa ra ví dụ cụ thể cho vấn đề đó. Điều này là như thế nào, cho con hỏi. Bởi vì ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói có những cái cách để mà trình bày một vấn đề. Đó là gì? Từ một vấn đề thì sẽ phân tích, chia sẻ ra làm nhiều vấn đề khác để làm rõ cho cái vấn đề đó. Tức là một chia ra nhiều. Cái thứ hai là từ nhiều vấn đề gom lại một kết quả. Tức là nhiều gom lại một. Cái thứ ba là đưa ra cái nguyên nhân của vấn đề đó. Tức là giảng pháp bằng cách đưa ra cái duyên khởi. Tức là do đâu có cái này, rồi từ cái này dẫn tới cái kia, từ cái kia dẫn đến cái nọ. Ví dụ như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Tức là nó có cái sự tiếp nối, là thuyết pháp bằng cách tiếp nối. Rồi thuyết pháp bằng cách là vấn đáp. Tức là hỏi và đáp thì đó là một cách. Rồi thuyết pháp bằng cách đưa ra ví dụ. Cho nên là có nhiều cách để thuyết pháp. Và Ngài Kumara Kassapa là đệ nhất về thuyết pháp bằng ví dụ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.